Hello 500 anh em, nó trên tay mà đây chính là con Blycam Bud 4W. Nó thì như các bạn đã biết thì camera con này thì không được ngon lắm đúng không các bạn? Nó thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mà trên thế giới chưa có ai làm luôn nha các bạn. Nó thì trước mắt các bạn đây chính là con camera hành trình EGN-H9R. Nó, con này thì quay 4K như các bạn đã biết đúng không? Rất chi là ok luôn. Nó thì hôm nay mình sẽ làm một cái video rất là độc lạ luôn các bạn. Nó thì mình sẽ gắn cái camera hành trình này lên con Bud 4W để xem nó quay như thế nào nha các bạn. Nó thì bình thường camera của con Bud 4W thì nó không được ok cho nó các bạn, nó giật như kia các kiểu. Nó thì bây giờ mình sẽ gắn lên thử xem như thế nào nha. Thì việc gắn cái con này rất chi đơn giản luôn các bạn. Mình chỉ cần gắn camera vô đây, rồi lấy dây thun buộc là thôi. Nó rất chi đơn giản luôn. Đó, mình sử dụng 100 dây thun nào mình buộc lên như thế này thôi. Đó, mình buộc dây thun vô như thế này. Sau đó mình nhét cái camera vô. Đó. Như thế này các bạn. Đó thì mình thấy như vậy là cũng khá chắc chắn các bạn ơi. Nó nếu có gớt cũng không sao các bạn, vì camera nó rẻ tiền mà. Đó thì bây giờ mình sẽ bay thử lên xem như thế nào nha. Ok. Đó thì mình sẽ đặt con Blycam Bud 4W như thế này. Nó thì do mình không có chế chân cho nên mình để như thế này nha các bạn. Đó thì các bạn chế chân thì khỏi để như mình. Đó thì bây giờ sẽ tiến hành bay nha. Đó thì thời tiết hôm nay mà các bạn thấy không? Cũng khá chi là gió luôn. Đó, gió hoặc cây cỏ luôn các bạn, dưới đất mà rất là gió luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ bay lên thử xem như thế nào nha. Đó, và bấm quay phim luôn để xem nó quay có ok không nha các bạn. Đó. Nó rất chi là ok nha các bạn. Đó các bạn thấy không, nâng cao cái hành trình EGN-H9R ok luôn. Đó thì theo ý kiến của riêng mình thì con này có thể nâng được cả gimbal luôn các bạn. Đó, các bạn có thể mua gimbal nào nhẹ nhẹ. Đó, gắn camera hành trình bay lên thêm thì nó sẽ mượt hơn, camera quay ok luôn. Đó, nhìn rất chi là ok nha các bạn. Đó, thì hiện giờ camera đang quay về phía mình. Đó, bay rất là ok các bạn, thấy không? Bay đứng luôn. À, cực kỳ ok các bạn ơi, nặng cả gimbal cũng ok luôn nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ cho nó xuống nha các bạn. Đó, bay nó giờ khá lâu rồi. Đó các bạn thấy sao? Đó không, nâng cao ra trình EGN-H9R ok luôn các bạn. Đó thì theo như mình nghĩ thì con này có thể nâng được cả gimbal luôn các bạn. Nói chung là cực kỳ ok luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ dời ghép clip lên cho các bạn xem chơi nha. Ok. Đó, các bạn vừa xem cái video mà mình gắn cái camera hành trình EGN-H9R này lên con Bud 4W. Đó, thì tùy theo các bạn cảm nhận về video của nó nha. Thì theo như ý kiến của riêng mình thì camera của con EGN thì chắc chắn sẽ ngon hơn rất là nhiều lần camera của con Bud 4W rồi. Đó, thì mình sẽ tạm ngưng video ở đây. Đó, nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha các bạn. Đó, ok, bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đó thì các bạn nếu thấy cái gì hay thì cứ bình luận bên dưới đi. Nếu ok thì mình sẽ làm theo. Đó ok. Bye bye các bạn nha.